Bây giờ Sơn Hùng xuống mà nói thay đồ đi. Sơn Hùng chuẩn bị đi học nha. Con xuống đi. Đi xuống coi chừng té đó. Lần đầu tiên mang ba lô phải không? Rồi đi đi. Nay bà nội chuẩn bị cho Sơn Hùng đến trường. Nhanh lên đã trễ con. Chứ cô giáo không có đợi mình đợi cô giáo không. Ngày đầu vô lớp nữa không dữ. Cũng 30 năm trước ha, mình đi học ngày đầu tiên với mẹ. Nay 30 năm sau rồi là bé Sơn Hùng đi với bà nội. Em mới nhắc đây, mẹ nói lâu quá anh mới đi 30 năm, anh không cho anh đi bọn cháu gửi. Anh nói thôi nhốt con ta lắm một ngày nhốt tù cũng cho đi. Nên thôi để cho nó đi mang vô đây không cho à. Mới nhắc đây 30 năm mới nhắc hẹn cơm á. Đây, Sơn Hùng chụp hình với ba ông Tám nghe. Rồi, bây giờ mình lên đường thôi, đi học nghe. Giờ rồi, thưa ông nội đi. Nội đâu? Xuống chứ ông nội thưa. Sơn Hùng xuống thưa ông nội đi học đây. Rồi bây giờ mình theo Sơn Hùng đến trường các bạn ha. Sơn Hùng rất là nôn nóng nè các bạn. Rồi để ta lấy xe nha. Rồi, Sơn Hùng lên ghé cửa hàng của mẹ. Cứ vào đi học với con. Út đừng cho con chơi điện thoại nữa hả? Ba sẽ có mẹ đi chứ không? Ở bữa nay mình sẽ cho các bạn xem trường ở dưới quê ha, trường mẫu giáo, trường cấp 1. Ở dưới quê thì không có những cái trường mầm chòi lá các bạn ha. Nên là ở nhà với ông bà tới đủ tuổi đi lớp 1, lớp mẫu giáo mới đi học. Và Sơn Hùng thì lại cũng chưa đủ tuổi luôn, học gửi trước tháng 5. Bữa nay thì mình đi làm trễ tí xíu, mình đi chung với Sơn Hùng luôn. Đến trường thử xem anh giả có khóc không ha. Ở nhà thì quậy lắm, không biết vô trường có khóc không à. Đây là cầu kinh nước mặn các bạn. Cầu kinh nước mặn ha, xuống dưới. Không cái đường ra anh nè. Chỗ này thì cách cửa hàng của Xuyến có tầm khoảng 200 m thôi. Là món giao Sơn Hùng cho mẹ Xuyến chở đi luôn. Thì có quá chừng sao. Lại cặp vé xong các bạn. Sơn Hùng bữa nay vô làm hồ sơ hả mẹ? Bữa nay Sơn Hùng học lớp cô Mỹ các bạn ha. Giờ đi kiếm lớp đây. Bữa nay đi với mẹ với bà nội sướng không?
chỗ nào cũng đông ha. Ở Sơ Hùng vô đây quá chừng đồ chơi luôn à Sơ Hùng. Đã không? Quá trời đồ chơi luôn rồi thấy không? À, lại có cách tan không? À, Nguyễn Sơ Hùng số 7. Con học lớp nào? Vậy là học chung với bé Mai luôn. Học chung với Mai hả? Rồi giỏi quá. Rồi con vô gặp cô đi. Rồi sao ba dẫn em vô đi. À con Mỹ nè. Cô giáo của Sài Gòn đó. Vậy nó mang cái đó là dính chờ đi kem chậu mang ba lô ha. Có cái đầu mắm này nè con. Không, nó đi ra đâu quay này nè. Con lấy thì con chở nó đem về. Con nhớ cái túi của con không sao không? Chiều lấy nha. 9 giờ nó về rồi. 9 giờ nó về rồi. Dạ, còn lớp gửi á. Dạ. Cô Hồng vô gặp các bạn ha. À, có phụ huynh đi theo các em ha, chưa quen nè. Rồi Sơ Hùng thằng kia. Cô bé thấy bà về rồi chạy theo về. Còn có bé nhiều bác thì vui hơn à, phái ra đây à, nhảy lưng tưng luôn không. Ở đây là mấy chị em với các bà các mẹ đang đứng chờ con em nha ha. Giờ vô cơ sở nè. À, nói tên giờ đặt đẹp không ha? Hồi xưa đặt tên là cu tí cu tèo. Giờ dạ hình Đăng Thôi Tường Lam Minh Lâm. Mai tên đẹp không? Ở bên kia có mấy lớp mẫu giáo bên kia nè. À, cháu nội. Nó học lớp nào? Tiếng xúc vô lại chú Tiếng. Tiếp tục. Tiếng. Nguyễn Sơn Hùng. Xúc vô lại. Nguyễn Sơn Hùng. Trời các bạn vậy đó. Ngon nữa. Ngon xúc vô lại con. Xúc vô lại được bà. Cô cũng rồi, rồi nó có bạn con. Chủ tay cả. Rồi, xong ha. Rồi, Gia Hưng. Đó, con về trước đi làm rồi. Con đi đi. Dạ. Anh đi trước, anh trước. À, chắc em ở đây 2 tiếng nữa thì không về luôn hả? Dạ.
À, nữa nha. Mấy anh kia mấy đứa nhỏ cọc lan. Rồi bên đây thì có mấy chỗ đồ chơi cho mấy đứa nhỏ nè. Vậy là mấy đứa nhỏ được học 2 tiếng mỗi ngày trong vòng 1 tuần. Ba mẹ phải đi theo ha, cho quen. Rồi tuần sau sẽ học nhiều hơn. Trường Mẫu giáo Long Ngự Đông.